Thưa quý vị, trưa nay ngày 1 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Bến Lức đã tiến hành khoanh dùng cách đi khoa cấp cứu của bệnh viện do có liên quan đến bệnh nhân 7.445 do khoảng 19 giờ tối ngày 31 tháng 5, bệnh nhân 7.445 được đưa đến cấp cứu tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bến Lức. và đến 20 giờ tối, bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận điều trị bệnh nhân này. Nhưng do bệnh nhân dẫn sốt và khó thở, nên vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngay khi khai tin bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa Bến Lức đã tiến hành khoanh trùng cách ly khoa cấp cứu của bệnh viện và bố trí ngay khu cấp cứu khác để tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh. Song song đó, bệnh viện cũng khẩn trương xác định các ca F1, F2 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh kháng nguyên 5F1, 8F2 là nhân viên của bệnh viện đều âm tính các F1 được cách ly tập trung, F2 cách ly y tế tại nhà theo quy định. Hiện các hoạt động khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bến Lức vẫn diễn ra bình thường.